Vâng, Độ Sinh xin chào các bạn. Tiếp đến cuốn video số 2, chúng ta giao lưu với cảnh dương bonsai. Địa chỉ tại số 6 đường Đại Hồng Môn, Kiến An, Hải Phòng. Và cuốn video tiếp theo số 2 này, chúng ta đến với những cái tác phẩm tầm nhỏ. Đấy, đầu tiên đây là cây hoa mẫu đơn đỏ này. Đấy, cây này anh cũng muốn làm dáng trực văn nhân. Tay rất là dẻo, buông xả xuống. Chiều cao đó là 80. Ở quanh gốc thì là tầm 10 năm. Cần chậu. Vâng, cây cốt chậu mà. Như cây này thì tầm bao tiền anh? Cây này 1.2 nhé. 1.200.000. Vâng. Chơi nó khuôn tiền các bác ạ. Thì già lắm. Tầm nho nhỏ này cũng được. Không, cứ thế này thôi, cứ thế này là được rồi. Anh bảo 1.2 triệu một cây mẫu đơn, nó chỉ cho độ 5-7 bông thôi là hấp dẫn rồi. Và chúng ta di chuyển tiếp đến cây này đi. Đây là một cây si này. Si búp hồng. Si búp hồng á? À, vâng vâng, tôi nhìn thấy cái cánh búp ra rồi. Vừa rồi là những cái hồng trên bị cắt hết. Đây là những cái hồng này cắt hết. Sao lại cắt? Thì cắt để cho nó vào ảnh. À. Cho đẹp nên nó ngoe nên vừa cắt để cho vào ảnh. Rồi. Nó lấy ra nó lại hồng. Đấy, lấy ra lại hồng. Ừ. Thế những cái nào lấy ra lại hồng hết. Thân nó cũng được, thân cũng quái. Cũng gọi là dáng làng được. Nhiều thân gọi là dáng làng được. Không, cái này cũng được ấy, chơi dày tán nữa để nhìn hay phết. Có những cái nét khó, cái bộ thân của nó giao nhau. Cái này người về nuôi thêm lá thôi, nói chung là xay xi này thì nó khỏe rồi. Nhưng mà trong chậu này về tầm 4 năm. Vâng. Chậu lâu. Cây này anh đo kích thước đi. Cây này cao nó là 60. Rồi. À, tán là 60, 55, 56, 60. À, cái này thì gọi là chiều dài khoảng tầm 2 năm. Cái này thì cái tầm này, bao nhiêu? Giá mọi người là 2.2 nhá. 2.2 á? Vâng. Vâng, tốt rồi. 2.2 là quá êm rồi đấy. Si búp hồng, thân hoa pháp đúng không ạ? 2.200.000. Si thì bây giờ không sốt lắm nhưng mà nói chung là chơi si cũng được. Rồi. Và các bác có thể đến với cảnh dương bonsai qua số điện thoại 0343 244 366. Và cũng chính là số Zalo luôn. Tiếp tục mời anh em di chuyển cũng một cây si nữa đây. Đang được đặt trên cái chậu lá đề. Chính. Si lùn lực. Còn si đá. Vâng. Lá si rất là dày và bóng nhỉ. Chơi dòng này lá xanh quanh năm. Như lá nhựa. Bệ đẹp quá nhỉ. Bệ trên cái miệng chậu lá lật đẹp thật đấy. Tháo dây anh ạ, tháo dây hết đi. Dây là liền rồi nhưng mà chưa thời gian tháo. Nó chìm hết lắm rồi, chìm lắm rồi. À, cao tầm 50.
Vâng, từ mặt chậu lên là 50. 50. Giá nó phải tầm 60. Bệ kín hết chậu rồi. 65. Vành gốc nó khá to ấy. Em muốn đo vành gốc vành thân nó phải 60. Vâng, vành đang hợp với xu thế luồn lực bây giờ. Rồi. Cái này giá bao nhiêu anh? Cái này 6 triệu rưỡi nhá. 6 triệu 500 nghìn đồng. Đẹp quá nhỉ. Phải nói là giá hết là hợp lý đấy. Êm đấy các bác ạ. 500 này không biết các bác có cho là nhiều không, nhưng mà cũng 6 triệu với rưỡi. Cũng hợp với cây thôi. Tại vì nó gốc to đường được. Rồi. Di chuyển đến cây 1 2 triệu thì chắc là không thể đổi bán được. Và đây là cây linh sam này. Cây linh sam sông Hinh. Cũng cây rất già. Nhiều hoa lắm, đây là đầu hoa này nhưng mà mới cắt, đâm cắt hết hoa. Thì rằng này là dễ hoa mà. Nắng lên là hoa. Nắng với nước nhiều là hoa. Vâng, bóng cây đẹp rồi. Dạng của mặt phong. Thân bay đi cành gửi về. Mặt phong. Đúng rồi, anh xoay tí đi, tôi đỡ phải đi vòng vào trong. Đây mặt phải của cây đây sao? Theo bức tượng này mặt phải. Không phải, mặt kia mặt phải. Mặt kia mặt phải. Cây này thì bao tiền nhỉ anh? Triệu anh, 2 anh cảnh nhỉ? Bao nhiêu? 1.200.000 đồng. 1.200.000. Rồi, anh lại quay theo hướng nãy đi. 1.200.000 đồng. Rồi. Tiếp đến một cây thôi thôi không cần đo đâu. Tầm nhỏ nó không cần đâu. Tiếp đến một cây xanh, xanh này xanh Nam Điền đấy. Xanh Nam Điền. Xanh Nam Điền bám đá này. Trên một cây chậu gốm. Tay tán này cơ bản rồi, mọi người về nuôi thêm răng. Nuôi lá lên là cắt khoảng đẹp. Đẹp rồi. Trực quyền. Quyền trên đảo địa. Vườn thiên đảo địa, thân vườn những cành ở đảo địa. Vâng. Nhắc của mình sang bên kia cái. Không, anh để đấy đảo mặt thôi mà. Không hiểu ý à? Đấy, bởi vì tôi không thể vào đấy, tôi quay ở đằng ấy vướng cái bàn rồi. Được. Trước là trong đá xanh ấy chứ. Cũng đá xanh liền một khối đây. Mịn màng đấy. Cây này thì tầm bao tiền anh? 1 triệu 8. Vâng, giá 1 triệu 8. 1 triệu 800 nghìn đồng. Đấy, thế còn bên cạnh đây là một cây tùng La Hán này. Tùng này tùng thịt chất chậu nhá, trồng từ bé chứ không có vê bổ. Ừ. Và này dẹp mỏng dính. Tùng ta của mắc. Tùng lá nhỏ. Phân năng tạo lũa. Rồi. Tán bay là tầm 60. Bao nhiêu? 55. 55 tán bay ạ. Cao 40. Lòng 3, 30. Tùng già hàng không vê bổ nhá. Hàng làm từ bé đấy. Thân rồi. Mỏng dẹp dính rồi. Và cây tùng này giá bao nhiêu? Cây này 1 triệu 8. 1 triệu 800. Rồi. Tiếp tục là một cây xanh. Cây xanh xanh quê nhưng mà dòng xanh lá cũng lá dài, lá nhỏ. Mà đặc biệt nhất cái thân cây này.
Đấy, nhiều những cái điểm chúng ta thử lần xem nó đi từ đâu đến đâu. Không hiểu là nó từ đây này đến đây này. Xong phóng lên một cành này lại cành ngày quay trở lại lại vòng ở đây chỗ này nó lại gần như dính à không dính. Nhưng mà nó lại có thêm cái rễ này. Sau lên đây. Thân quái rồi. Hai mặt thân rất quái luôn. Không hiểu đấy. Là đâu là thân chính hay đâu là rễ đấy. Sau đó lên hai ngọn. Cây này thiết kế hai ngọn. Cho một bóng. Hoặc là một tán tròn vo. Rồi. Một người bê nhẹ nhàng. Cái này thì là nhẹ lắm. Tán nó 70. Cao tầm 5-4 năm. Vâng. Cái này 1 triệu 2 nhé. Giá 1 triệu 2. Cây này thì nhẹ. Mọi người là bán cây thôi, không bán phụ kiện nhé mấy nhân. Con giống thì... Bán cây mà không bán phụ kiện thế là thế nào? Những con phụ kiện con giống các thứ là không bán. Nó đi đang đi theo cây mà. Tất cả đặt thờ thôi rồi. Ừ, ừ, ừ. Thôi okay. Thì con giống này nó không bán rẻ mà. Rồi, ở đây có hai con hiếu à? Yến. À, đẹp thế nhỉ? Cặp yến. Hai con, mỗi con một màu, đẹp thế. Con này nó hot hay không? Nó ché ché thôi, nó giỏi dòng vẹt nhưng mà nó là họ nhà vẹt, tôi thấy cái mỏ nó quặp xuống này. Dòng chim màu, chơi cảnh. Chơi cảnh. Nên nó ché ché. Rồi. Đi, lại đi vào trong vườn đi. Ngoài này hết rồi nhá. Đi sâu vào trong này này. Ở đây tôi thấy có chỗ này có cái cây tường vi nhìn đẹp này. Cây tường vi lên lộc đỏ. Được ấy, nhà. Một người bê nhẹ nhàng đặt trên cái khay mỏng. Cây này thì anh đi vòng vào anh giúp hộ Đỗ Sinh cái quay phía trong ra đây cái. Phía trong nó hẹp quá không đứng được. Cây này nó rất là nhẹ, anh vì cái khay nó mỏng. Được rồi. Bỏ hai viên đá này còn nhẹ nữa. Cây này thì giao dịch thì giá nào anh? Giá 1 triệu rưỡi. 1 triệu rưỡi. Và nặng hai viên đá đấy. Nó rơi khoảng tầm 15 cân. 1 triệu rưỡi. Anh có bê được không? Bê lên tôi xin cái ảnh kỷ niệm. Làm cái ảnh bìa này. Đấy, đấy rồi. Rồi chụp nhá. Xong. Rồi rồi. 1 triệu rưỡi. Rồi, nhất trí. Đấy, bên này là cây thông này. Cây thông nhựa hai lá. Hai lá. Thông hai lá. Rồi. Bay ra đó 80. 80 chiều bay ra rồi. Hết giá là 80. Khoảng giá nó là đầy đặn rồi. Khoảng bao tiền cây này? 2 triệu rưỡi. Vâng. 2 triệu rưỡi. Được. Không thì nó trồng lâu lắm. Và tiếp tục chúng ta đến với cây cần thăng vì cây của anh Toàn để dưới đất em quay khó, quay về cúi người xuống. Cây nó không có đôn. Cây cần thăng này cũng là dáng bạt phong này. Bạt phong. Đấy. Những cái tán bạt phong này đáng rất là khó làm. Cái này những dáng bạt phong. Cây này thì bao nhiêu tiền anh cả nhé? Cây đấy là 700. Vâng, giá 700. Quá. Thôi chơi nó nhẹ nhàng.
giải trí 700 ngàn. Vâng, tiếp đến một cây, cây này là có phải cây túc không? Đúng rồi, cây túc, túc hình con hươu. À, giống con hươu. Vâng, túc hình con hươu. Sao đâu, cái nét nào là con hươu này? Đây là biểu tượng, gọi là tượng hình, cây tượng hình. Tưởng tượng. Cổ hươu cao này. Lưng này, chân. Con tuần lộc được. Túc này mà rau ra quả đẹp lắm ấy. Quả nó dọc theo cái thân này. Chi chít quả. Vâng, cây túc này thì cũng là một người bê nhẹ nhàng đúng không? Cây này tầm tiền khoảng thế nào anh? Cây này 2 triệu. Giá 2 triệu đồng. 2 triệu. Ok quá nhỉ. Yeah. Cây chất chậu lô 5 nhá, 6 năm trong chậu. 6 năm trong chậu. Cây này 2 triệu thì tôi nghĩ là anh kê này, anh Toàn kê ngược nhỉ. Bây giờ mới là mặt phải của nó đây đây. Cái hướng tôi đi quay thì anh Toàn quay mặt trái ra đây. Đây mới là mặt phải này. Lúc nãy cây ở ngoài đường kia thế, Toàn quay mặt trái ra ngoài đường. Đây này. Đẹp mà. Thế 2 triệu cây này thì ok quá rồi. Đấy, hoàn thiện rồi đấy, tháo hết kém rồi, giờ chỉ việc chơi thôi mà. Dạ. Yeah. Đặt để là cây thân quái này cũng mà lại chất chậu 6 năm. Chậu bé tí và cây xuống khỏe luôn này rồi. Rồi. Và cuốn video này Đỗ Sinh cũng xin kết thúc ở đây để chúng ta chuyển tiếp những cuốn sau nhé. À, cây túc giá 2 triệu đồng.